vô nhiệm vụ luôn. Thì nó không như mà mình nhiệm vụ trước là mình phải kiếm người nọ, nhưng do mình bây giờ cũng đã có team rồi thì lần này sẽ có một chút thay đổi, tại vì anh kia là hiện tại là đang tạm nghỉ. Cho nên mình sẽ quay chung với một người bạn của mình cũng chơi bên PS4 luôn. Ok, và chúng ta thì nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ level 16. Và mình cũng vừa mới lên level 16 luôn, chúng ta có hai người bạn, một người level 15 và một người level 19. Thì có lẽ mình nghĩ là cũng là đủ để chúng ta có thể làm nhiệm vụ này tốt rồi, không sao cả. Đây không có chỗ nào không có địch. Chúng ta, mình nghĩ là chúng ta vẫn phải đi tìm cái gì đây, gì đây. Investigate. Secure the parking garage, chúng ta phải giết hết hay sao đó. Có vẻ như có gì đó. Để đặt sẵn cái này đi. Đồ này thì chạy ra nè con. Chọi bom cái nhẹ rồi. Lên bom. Ở ngoài ra thì mình cũng có đồ khá là nhiều, bắn khá là ngon rồi đó. Có cây AK này, bắn nó hơi giật một tí nhưng đam khá là cao. Wow. Mém nữa chết, căng thế không biết. Giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong để kiểm tra một số thứ thôi. Lượm đồ cái là tính. Ok vô. Skill recovery resource reward. Dữ ta. Hình như là cái này của ông bạn hay sao á. Quá đã. Lúc đầu mình cứ tưởng là nhiệm vụ này cái lẹ mình sẽ không kham không nổi. Cho nên mình cũng chưa dám quay liền luôn. Mình cũng muốn liều thử một phen xem thế nào chuyện sẽ xảy ra nếu như chúng ta chỉ chơi 3 người và đây coi. Chúng ta chơi 3 người và chúng ta chưa đủ cấp này, có thể là gọi để đảm bảo là chúng ta sẽ thắng. Đó. Ơi, má mình không để ý khúc này ta. Ôi, ông này đứng bên trong đây mà bị gục hay sao? Bự vậy. Ok, ngon lành cành đào. Cái đây mày chạy vô đây hả mày? Rồi, mày vừa mới thấy thanh niên chạy vô. Có lẽ chạy ra lại. Spot cái rồi. Đục tường còn hai cái, hai đứa nữa kìa. Này thì bắn bố. Đâu? Xong rồi nhá. Cũng hết là mình vẫn còn sống với y còn thằng tốt đằng kia. Có vẻ như thằng này cầm súng đồ khác kiểu khá là ghê chứ. Và cây súng này mình có cái động ngắm khá là xa. Bây giờ mình sẽ để hai người kia bắn nha, là mình investigate. Xong rồi nhá. Cái này nó chạy hướng lên trên rồi. Nó ra nữa, đông và rác, đông quá đi thôi. Lên em nè. Đó. Giờ nếu các bạn mình chào bom thì nó sẽ bị stun trong khoảng một thời gian ngắn, nó không thấy đường và nó khó làm chủ bản thân, tạo một cái số effect nhất, một hiệu ứng nhất định để làm cho cái con này nó phân tán tư tưởng. Để chúng ta có thể tấn công này, lúc đó có vẻ như là nếu mày sử dụng cái đó thì nó sẽ tăng cái critical chance. Thì thôi, restock lại cho chắc ăn. Đâu rồi. Wow. Spot hết cho chắc. Ôi lắm rồi. Xong lên cái sao vậy? Đừng thấy cái này, nghe đấy kìa.
Đó, là luôn hai anh em cùng hưởng. Ui, sao nãy giờ vẫn chưa đập đạn ta? Đó, là đi, hồi máu rồi. Ồ, bắn quá hay, bảo hay, quá hay, quá hay. Nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy? À, với bảy cho mấy viên anh có thể làm tất cả mọi thứ. Đi đâu vậy bạn? Đi đâu vậy bạn? Đi đâu vậy bạn? Đấy, thanh niên này còn trốn ở đây nữa. Ô, cái quái gì bắn một phát ghê vậy? Bắn trúng mình luôn mới ghê chứ. Đó, như vậy bây giờ bắn trúng là không cần nhìn thấy không? Nhưng mà cái nãy pha nãy mạo hiểm quá. Mém được mém chết luôn rồi đó. Cũng hên là các bạn lên level càng cao thì nó càng đỡ một tí. Vô anh em ơi, vô. Được đấy. Ok, tôi sẽ lên thang máy lên tầng trên nhé. Rồi trước là mình Thôi sao? Thì lần trước là mình làm nhiệm vụ này tới hẳn 4 người luôn, nhưng mà bây giờ mình chỉ làm có mới 3 người thôi. Mình nghĩ là nó sẽ chậm hơn một tí, nhưng mà dù sao nó cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ok, mình đi hướng này. Investigate. Ồ, tôi nói kìa. Thread file một đống luôn. Lên em. Wow, 7 quả nhân chơi. Wow, hôm nay mình vừa mới tự hồi bản thân lại luôn hả? Đồ hay vãi. Kiểu như mình vừa mới gục cái là mình tự thả miếng này xuống luôn. Đồ sao này tỉnh quá vậy? Tỉnh lắm luôn. Ồ, chuẩn mẹ luôn. Còn túi thằng thằng túi đằng kia. Vào đùi đây đây. Rồi xong rồi đó. Vẫn như còn vẫn một thằng bên trong hay sao? Ui, kia đây. Một đám chàng ra ngoài á. Kinh vậy, kinh quá vậy. Kinh nhẹ. Ô. Mới làm gì mà từ nó chèn ra quá trời. Chắc có lẽ nó đang giấu gì đó đây. Ok. Lên dĩa luôn em. Đó. Headshot ngay cái này mà không headshot đâu các con mày. Thì cái này mình nghĩ vừa mới nói luôn. Ây da, 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 ây da. Elite boss ra kìa. Ôi, cái quái gì mà nó đánh gì ghê vậy? Má, cũng hên là mình có cái hộp máu của mình ngay đây. Bị ngay thế nào cũng có Elite boss. Ôi trời này khó nè. Ồ khó vậy. Ơi. Má nhiều lúc cái nút bấm nó cứ lẫn lộn hoài. Ở đây qua đây cho ông này hồi cái nhẹ rồi. Ý thằng này cầm shotgun. Căng vậy. Ok, rác thế, thác rác thế, rác quá. Ok, chúng ta chạy ra tới bên ngoài nha. Khúc bên này có vẻ an toàn hơn khúc nãy. Ít ra là vậy. Nãy giờ mình vẫn tiết kiệm, mình không có xài máu nha. Bây giờ chúng mình thiết nghiệm mình cũng tới lúc còn phải xài đó. Ok, xong rồi, thanh niên kia quấn châu bảo vậy.
Đó, đúng không em? Bắn cái này phải cái chúng ta phải kiểm tra cái độ recoil của nó. Wow, cái thằng áo vàng có vẻ như máu vàng có vẻ bắn rất là rác rồi đó. Má cái cây này nhiều lúc nó phế thiệt thiệt chứ. Tuy nhiên là nhiều lúc nó cũng bắn rất là chuẩn, nhưng mà nhiều lúc nó cái bạn bắn từ xa nó cứ giật hơi khó chịu một tí. Chuyển sang cây súng này mình bắn cho nó nhanh. Wow, thanh niên kia có chuyện đùa đâu. Lên em, vừa bắn vừa hồi máu rồi đó. Mất cái cây màu vàng, mất cây màu trắng là thằng này sẽ xong đời ngay. Vấn đề chúng ta phải bắn rất là kiên nhẫn luôn chứ. Có cách để nhử mấy thằng này để các bạn phải chọn bom bom là tất nhiên rồi. Ô cái quái gì ghê vậy, hơi là còn cái vòng tròn hồi máu á. Bắn một phát mình bay sạch đi cái máu luôn, ghê thật. Thật là bại trưởng. Ok, và còn con boss kìa. Ok xong. Má có vẻ khổ. Má mấy thanh niên bị qua bị lại mấy lần luôn. Yes. Qua wow, hôm nay rồi mừng quá. Đi tiếp nào, đi tiếp nào. Ủa, hình như ta phải investigate nữa hả? Ở dưới đúng rồi, ở dưới. Ok, lên nào, lên. Activate echo. Ồ, đã vậy. Ồ, cái gì đây? Nhìn ngầu vậy. Richard Moore, Victor Pryde. Nhớ tên gì đây? Eugene Peterson. Đã vậy. Phải coi nè. Ồ. This can't be right. The video is showing division agents going rogue, killing each other. That's not. No. Analyze the echo. Okay, let's just focus on the job. It looks like the shade tech used to create that echo has been hacked. I can't get a read. Chuẩn vãi. If there's a security room near you, we might have a shot at. Rồi xong rồi đó, xong cái khúc này rồi. Chúng ta đã kiểm tra xong cái echo, chúng ta sẽ đi tiếp tục làm nhiệm vụ. Giờ nó sẽ lè lét luôn rồi. Ủa phải khúc này không ta? Access the security system. Hình như đi khúc trên hay khúc dưới ta? Khúc dưới à. Rồi, có gì đó không ổn rồi đó. Mình nghĩ là nó sẽ tràn vô bên trong này. Bắn. Ôi sao toàn elite không vậy? Nó không nghe mình luôn nè. The I'm pushing LMB. Ôi nó tràn vô kìa. Thế nhìn nên lùi lại. Ồ, nó vô tới bên đây mình không thấy luôn cái chơi chứ. Ê, bình tĩnh nhân chơi. Thế dừng chơi, chơi liều mạng vậy. Đó, phải vậy chứ. Được rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Ây da. Chưa gì mới ra ngoài là ăn nguyên một cái phần máu rồi. Đúng là level 16 của khác. Nhiệm vụ khó phải chưởng luôn. Nhưng mà ít ra cũng dở hơn cái lần trước nữa. Lần trước kiểu như đánh không nổi luôn. Lần này là đánh được. Cho nên cũng chỉ là hơi lâu một tí thôi. Ok xong nè. Và bây giờ hết quá gì lý rồi. Chúng ta chỉ còn mấy cái con này thôi.
Khi là từ game này là từ game RPG nên mình cứ quen quen gọi là quái. Dù đó là người. Rồi trước giờ chơi mấy cái game thể loại kia mình cứ gọi là quái này nọ. Cho nên giờ nó cũng giống y chang này, mình cứ bắt đầu mình gọi quái. Ú, còn con boss nữa kìa. Boss màu vàng luôn mới tục chứ. Take down the Chrome Agent. Wow wow wow, hai ba thằng luôn hả? Ghê vậy. Ôi, thiết nghiệm mình nên chạy vô bên trong lại. Nó sẽ hay hơn đó. Ôi, bạn ơi, bạn Hiên. Cứu với. Ôi. Hên quá, chúng ta vô kịp bên trong lại. Ô. Và cái thằng nó lại vô túc bên đây. Lên đây mày, lên đây mày. Chơi lớn hả mày? Thôi cái này khó, cái này khó à. Wow 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 wow, hết bom mẹ rồi. Máu mày còn xài cứ xài hết luôn, sao bây giờ? Cái này tụi nó sẽ không vào cái chỗ này đâu, mình nghĩ là vậy. Có những chỗ mà tụi nó không sẽ không vào. Ok, và chúng ta cứ thể bắn từ đây cho đến khi nào nó hết máu rồi thôi. Mà ca này hơi khó. Chuẩn men. Đừng hồ máu đi. Lên đây bạn. Mẹ, cuối cùng mấy ông nội cũng phải quay trở lại chỗ cũ. Ôi, công nhận boss này nó ghê thiệt chứ. Mình biết vậy lúc đầu cũng nghĩ á là không có chuyện gì mà nó cứ dễ như mức độ như vậy được. Tại trước giờ nghe cái khúc đầu nó ra không hề dễ rồi. Cho nên mình cũng thấy nghi ngờ một tí. Hèn chi ra tới đây bây giờ cũng nguyên boss. Má bắn hoài không chết. Và thêm boss một tím nữa chứ. Má, thiết nghĩ phải nhiều đạn lắm mới bắn được cái đống này. Gồ bời, nhưng mà không sao, chúng ta đang khu vực này nó sẽ không dám vô đâu. Ok. Còn xa lắm. Đó. Bắn ngay chỗ này không biết nó có dính không nữa ta. Nó dính nhưng mà không có ăn đam nhiều. Cái gì vậy? Đó, 2000 mấy. Này chỉ đút cái đầu ra. Bây giờ mỗi lúc mình nạp đạn cái nó đút cái đầu ra. Đó, chạy ngay. Bắn gần nó hết một cây. Cường khoảng 6 viên á, là nó hết một cây á. Nhưng mà bắn phải chính xác. Phải ngay đầu nó. Đó, ngay đầu ngay. Scarecrow á mày. Tao bắn, từ bù nhìn tao bắn hàng con đẻ mày luôn mà. Này thì bù nhìn đặt tên cũng bựa nữa. Đó, này thì bù nhìn. Đó. Biết cách chị thằng này rồi. Mình đè ra mình spread thằng này là mấy thằng này nó không bắn được đồng đội mình ngay. Lên mày. Mà trốn dữ gì ba. Không thèm lên luôn. Cái này có cái này đây. Ô chạy kìa. Vãi chưởng thiệt. Ô cái gì? Mẹ còn một thằng bên ngoài chứ. Ôi cái cover ghê vãi. Ok rồi mình đẩy ngay đây cái nè. Spot cái nhẹ rồi bắn tiếp. Có sniper rồi trời ơi. Nếu mà chúng ta dì được cái máy đó chúng ta sẽ dì dễ dàng bắn sniper hơn. Tại vì nó cứ spread hoài nè.
Để coi, chúng ta phải tạo cái tình huống giả định. Nên là mình nạp đạn ra. Đội kia bọn rất là châu bò. Này thì sniper nè con. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Ok, xong. Chúng ta còn khoảng một thằng sniper phía bên trên nữa là xong rồi đó. Ôi, má không ngờ bắn hộp luôn ấy chứ. Hey man, cứu với man. Ôi, ông nội kia lên tới đằng trên luôn. Kinh vãi. Đây có bộ đồ, có đồ xanh nè. Thế không, thế nghề là bán mấy cái kiềm vụi thế này. Phải cho đồ, phải xịn lên một tí. Mission complete, Police Academy. Ồ, xong rồi nè, đó. Classic RPK. Ồ, cho cái RPK mới. Mình rất thích cây RPK hơn là cái cây này. Tại vì nó bắn, có cơ chế bắn y hệt như cái cây mà mình đang xài á. Và rất là tiện dụng hơn là cái cây mà mình đang bắn. Cho nên mình rất là thích cái cây đó. Ok, để mình coi. Inventory có một cái súng mới hả? Đùa. Lightweight M4 9000 mấy luôn, ghê vậy. Ok, để mình lấy thử cái này mặc vô thử coi. Không biết là cây này nó khác nhau như thế nào với cây mình đang dùng. Mình đang dùng cây hai cây này, hai cây dưới cùng. Hai cây này cũng bắt đầu nó lỗi thời rồi. Classic RPK thì nó cho chế nó bắn giống cái ML86A2 của mình. Đây bó thôi rồi. Và hiện tại là mình đã đủ level 18 để làm cái nhiệm vụ này. Cho nên mình sẽ quyết tiếp tục quay từ game này với cái nhiệm vụ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay. Chế độ normal nhé. Ok, agent. Assuming the JTF won't go because, let's face it, who are we kidding? Let's worry about the living here. You need to get those Rikers out of the building. Ok, và chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Để coi, cái nhiệm vụ này các bạn khá nhằn đấy chứ. Level này yêu cầu level 18, cho nên các bạn mình phải cẩn thận rất là nhiều. Ngoài ra mình cũng không có đem nhiều đồ, tại mình cũng vừa mới đánh người ta xong, đánh nhiều đứa xong. What the fuck? Các bạn nhìn bọn nó trâu bò đó. Mình nã quá trời đã luôn mà tụi nó vẫn không chết. Căng thiệt. Chết nè. Chết nè, chết nè, chết nè. Chết nè, đó. Còn bằng sniper tốt đằng kia rồi. Càng thế. Bỏ đây. Đi cho mình coi cái xuống. Suppress cái nhẹ coi. Để coi. Ơi, sao thằng này chưa ra ngoài hay vậy? Đâu đây? Thầy qua kia cái đã. Đó, hồi máu. Một đống luôn. Và chúng ta vẫn như hồi nãy là chúng ta có một người bạn đi chung. Ok, và có một thằng này đi tới nè. Đi tới mày, đi tới mày. Các bạn nhìn đến đồ như bây giờ thì các bạn đã phù hợp với cấp độ hơn rồi. So với hồi nãy thì nó hơi quá. Bây giờ mình có một miếng đồ bằng màu tím, tức là superior. Và sau là superior là high end. Thì những cái bộ đồ đó mình không biết tìm ở đâu, tuy nhiên có lẽ mình sẽ biết sau thôi. Wow, ném chết. Ây à, bọn mang đang bắn rất là kịch liệt luôn chứ. Này thì nó chọc bom, chắc khúc này không sao đâu nha. Ok, đúng là không sao thiệt, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận đó. Headshot nữa hả má. Ê, từ giờ tụi nó xông lên ngay thuốc này đây. Đây này thì xông lên. Bây giờ mình sẽ canh thằng này cái đó. Đó, châu bò một cái là nó ra liền vậy. Thường là nếu có bò bom các bạn sẽ làm stun luôn cả đối thủ. Cho nên mỗi lần nó dính bom các bạn ngay lập tức bắn nó thì nó sẽ hay hơn. Các bạn để lâu. Đù.
Sniper ghê quá. Bị spread luôn rồi đó. Secure the area. Xong. Ô đẹp vãi. Và để coi bây giờ sẽ làm cái gì nha. Ồ, đi vào bên trong mình nghĩ là vậy. Opened. Checkpoint investigate the power plant. Cái khu điện điện lực này chúng ta phải tìm hiểu xem trong đây nó có cái gì. Nhưng mà mình không rõ nữa. Nói chung là cái khu này cũng đầy dịch bệnh này nọ như mấy cái chỗ khác thôi. Cũng tởm không kém. Ôi nhìn nè, nhà vệ sinh các kiểu ghê vỡ đái. Đấy, dơ hầy luôn. Rồi rồi. Có linh cảm gì đó không tốt. Có linh cảm thôi chứ mình cũng không rõ đâu có chuyện gì nữa. Ê, thiết nghiệm mình nên restock lại nó sẽ hay hơn á. Secure the area. Đó này thì vẫn chuẩn quá đi thôi. Thì mới đi chung vô phụ ông này gấp. Tại vì tụi này nó sẽ không tha cho ông này đâu. Wow 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 wow. Ui, ấy à. Kiếm một chỗ coi. Mà bắn rác thế. Ông kia trốn đâu hay vậy? Trốn tới đằng kia luôn hả? Đó, một em. Mà đang chuẩn bị tinh thần cho em thế này. Đó. Chuẩn quá đi thôi. Lên em. Rồi cái cây súng này mình vừa mới lấy có được. Nhưng mà cái nó vẫn không được kiểu như đúng theo đồng tâm cho lắm. Cho nên mình không thích xài lắm. Cho nên mình vẫn xài những cái súng này hay hơn nhiều. Lên nè. Lên nè. Đó 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 đó. Ôi chúng ta gần lên level 20 luôn. Ở level 19 luôn rồi chứ. Mình vẫn đang cố gắng cày lại level 20 càng sớm càng tốt. Mình làm khá là nhiều nhiệm vụ phụ để unlock ba cái wings này nọ. Nhưng mà có vẻ như là mình unlock được khoảng 80%. Còn bên medical mình unlock được khoảng 90% rồi. Chỉ còn khoảng 1000 điểm là mình là 100% luôn. Ok, hôm nay xong rồi đó. Có cần phải lấy gì nữa không ta? Sao ông kia đâu mất tích rồi? Còn bên đây còn mỗi ông em đi theo. Ngồi nha. Checkpoint, tới checkpoint rồi. Như bị kẹt ở ngoài đó sao ra. Không vô luôn. Đang đi vô mới ghê chứ. Hình như chết rồi ngoài, ngoài nó chết rồi sao á. Ok. Ôi má ơi boss. Này thì boss, này thì boss. Wow wow wow, thiết nghĩ chúng ta nên đặt một quả ngay đây ra. Mặc dù là mình đánh nó nhiều nhưng mà có vẻ như là nó cho bò lắm. À, bộ phải bắn liên tục. Ý. Đó, chạy ra ngoài, tại má mình chọn cái này quá chuẩn luôn á. Quá hay. Quá hay, quá hay, cây này bắn quá đã. Xong. Ui, mém mình chết luôn. Quả thật. Xem có ai, chỗ này có ai hồi máu không hồi giùm mình cái coi. Ê, má không ngờ gì mà nó cũng gục nữa sao. Có khi nhiều lúc gục nó sẽ hay hơn là nó. Các bạn còn một cây máu và các bạn ngồi đợi đợi cho đến khi nào nó hồi máu lại, nó hơi hơi lâu. Gục một cái là nó khi bạn revive lên lại là các bạn sẽ được tới khoảng 2-3 thanh máu rồi. Hồi rất là lẹ. Okay, the explosive. Rồi rồi, lên em. Đó, quá chuẩn. Này thì nhắm. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Em nghĩ em chạy đi đâu.
Em nghĩ em chạy đi đâu? Hai cái đầu. Để mình thấy một cái này đấy. Đó. Hồi máu chắp tóc luôn. Mày nghĩ mày chạy đi đâu? Hình như mình vừa mới kích nổ gì phải. Nãy mày bắn vô cái cục kia kích nổ bà nó còn gì nữa. Ok xong rồi đó. Cái này người tốt người xấu hay sao cái gì vòng vòng vô đây hoài ta. À, biết sợ thì cứ chạy đi cho rồi. Rồi xong. Khúc này xong rồi nhá. Hình như cái này bạn nào upgrade cái Medical Wings lên. Rồi các bạn chọn mod rồi mà cái support station nhiều lúc nó sẽ nhả cái đạn ra cho các bạn. Nhiều lúc mình hết đạn giữa cuộc chiến rồi nó buộc mình luôn á chứ. Cho nên có lẽ mình sẽ xài cái skill đó. Cái gì vậy? Ôi má gì ghê vậy mấy dân chơi. Gì ghê vậy dân chơi. Ôi cái này mới gọi là dân chơi nè. Má nãy giờ nó đút lần sau lưng mình nó bắn vào bắn không trúng. Ghê vậy dân chơi. Secure area xong rồi đó. Và chúng ta phải xác định cái bom thứ hai. Rồi chúng ta đi theo hướng dẫn này đi. Wow 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 wow. Má lại gặp thêm một chàng lính nữa. Có không ta? Rồi đương nhiên chúng ta đi lại chỗ này phải. Không, chỗ khác, chỗ khác. Lên, má bom nổ, bom nổ, bom nổ, bom nổ. Đù, quá đẹp. Mà chỗ này có quái elite. Đến. Không có chuyện đùa đâu. Ôi, vừa mới nhắc luôn rồi. Đó trồn á, cái súng mình bây giờ nã hết băng đạn là giết một quái elite luôn á. Ok. Nếu như mình bắn tập trung vào nó và bắn giữ lâu được. Cây này khá là hữu hiệu so mình rất thích cây này luôn á. Cây RBK. Và nhớ là mấy cái cây kiểu như RBK với cây L86A2 gì đó. Mình rất thích mấy cây này tại vì nó, cái độ giật nó không có cao và bắn rất là chuẩn xác. Hơn là những cái khác mình thà mà sợ những cái này nó sẽ hay hơn. Đó, dính ngay, chúng ta phải chơi cân não vậy. Chết ngay. What the fuck? Cái gì? Cái gì đó mà phát mình mất sạch cái máu luôn vậy? Vãi chưởng. Hồi nãy đến nào chưởng mình mà phát mất luôn cái máu vậy? Ghê vãi. Thật không ngờ. Đâu rồi, rồi đi lên trên hút lại coi. Disarm the explosive. Ok, thằng kia chết rồi. Và chúng ta phải tắt phá hủy cái tắt cái chất nổ thôi. Thôi, xài. Nhắc vô đây có gì không? Warren Power Plant 2. Giờ chúng ta làm gì ta? Để mình coi đồ cái nào. Hình như có đồ mới đây. Mình đang cần cái primary DPS. Cho nên mình sẽ không mặc mấy cái này đâu. Tại vì chơi chút nó cũng không có tăng nhiều. Cho nên mình sẽ để đó vậy. Đây cái này được hơn nè. Ủa kỳ gì có vẻ như cái gì không ổn rồi đó. Không tiếp. Ê, ê da, ê da, ê da, chết cha bấm nhầm. Ui, tụi nó leo cả ống lên hả? Đâu rồi, mấy thanh niên kia đó hết rồi. Spot cái nhẹ coi. Không thấy gì hết luôn. Sao quá. Này thì chọn không trúng được tao con mày. Đó. Ít như phải chạy ra như thế này mới bắn được chứ. Ý, có thằng nè. À mà đây mình đi móc lớp rồi. Móc lớp đại chiến à, đó. Móc lớp quá hay. Ý da. Nè, móc lớp nè, móc lớp nè, móc lớp nè, thấy không? Má lát rồi quá elite ra, đi. Chạy nếu kịp luôn. Tới checkpoint rồi. Locate the safety value.
Ông bạn. Ý da, căng thế. Đó, tắt đèn ngay. Ôi, mấy ông này không biết có sao nữa. Nè, mình chạy đôi chút xíu là gục luôn. Kêu chứ thí nghiệm chúng ta nên đi tiếp nè. Cái này mình nghĩ là chắc là xong nhiệm vụ luôn đó. Hoặc là bắn thêm vài trận nữa với tội khác. Restock luôn cho chắc. Rồi đi tiếp. Lúc nào mình cũng restock lại cho chắc, để mà lát ra nó còn bắn rồi còn xử lý được tụi này. Ok, security area. Chúng ta còn khoảng 10 phút để thoát ra khỏi chỗ này á. Nếu không chúng ta chết gì với cái đống này luôn á. Ok, và trong này có quái elite nữa. Chuyện không thể nói gì hơn, vui hơn. Ok, lên. Ôi, má cái gì ghê vậy? Má, quái elite còn chết nó chỉ là quái thường. Trời ơi. Các bạn như nó không xuống chỗ này nhưng mà các bạn nó bắn vẫn rất là rác đối với mình. Đó, nổ đi em, nổ đi em. Má, chết gần hai đứa luôn, quá chuẩn. Đây, 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 đứng nắp. Ui, 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 thằng này elite. Ui, 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 giờ mới biết thằng này elite á. Ủa, má mặc đồ như siêu nhân luôn á ba. Má mặc áo choàng nữa kìa. Má nhìn tục vãi. Má này thì áo choàng, này thì áo choàng. Lên. Ôi cái gì đây, cái gì đây bạn trẻ, thanh niên trẻ. Muốn cái gì, đó chết ngay. Elite mình bắn còn sâu, không xong nữa mà chỉ là. Mấy thằng này ăn nhầm gì. Bắt đầu mình quá OP rồi. Đó, secure the area. Ok. Đây, để mình cái van bên này đi. Nó kêu mình phải vặn ba cái van. Thì mỗi người chia ra mà vặn đi. Mà thật sự là họ không chịu chia ra luôn vậy. Chia ra vặn đi ba nội. Có vẻ chúng ta phải bắn rất là nhiều để chúng ta mở được ba cái van này. Đâu rồi, đâu rồi. Ui, lính chàng ra, chứ lính chàng ra kìa. Ủa, hai này sniper hả mày? Sniper. Tôi ghét mấy thằng sniper lắm nha. Má, chết đầu tiên nha con. Băng ra thế. Băng ra không luôn. Má, mình giết một thằng sniper mà phải tốn nhiều máu vậy sao? Đó. Chuẩn luôn. Ý, màu vàng rồi. Trời ơi, boss màu vàng ra luôn kìa. Đâu ra đây anh biểu, ra đây anh biểu. Ok xuống đây ra. Ok. Hồi máu đi. Ê có địch chèn ra nữa kìa. Để spot cái nhẹ coi. Đâu rồi. Ừ, mình nghĩ là chắc khúc dưới nè. Đúng rồi, coi thằng ở dưới đây dưới đến mình luôn nè. Má tục vậy. Đó, thanh niên, một thanh niên áo đá đã chết. Địch. Quá hay. Rồi rồi. Cái thanh niên còn lại, giờ mới ra nè. Má, căng não đó, chết ngay. Ôi, bắn trâu chó vậy luôn á hả? Ôi, một thanh niên lọt lên đây hồi này khi nào vậy? Má sợ nó lên đây dễ quá vậy? Má. Vẫn chưa chết hả mày? Ok, một thằng level 8 thuốc đằng kia. Bắn kiểu gì cũng phải chết thôi.
Cái gì đây? Ok, xong khúc này đó. Là chúng ta vừa mới secure the area. Ê, còn khúc trên nữa. Để mình spot luôn. Ý à, vẫn còn nữa. Ý, nhưng mà khúc dưới lộn. Đấy, nó phải khúc trên là khúc dưới. Đâu rồi? Ơi, nó ném đi ghê chứ. Nói cái này mà giống như Call of Duty ấy, cầm cái bom chọi lại. Đó. Vãi cả. Ê, bóp một vàng ra nữa kìa. Nhưng mà mình hết bom này để chọi rồi. Nhanh. Có đồ nên bắt đầu lên level cao, có đồ này nọ đánh rất là dễ hơn. Đó, nó gần chết rồi kìa. Ồ, chuẩn mẹ luôn. Over the main value. The main value nằm đâu trời? Ở đây. Ê, nó có đồ đó. Để ồ, để coi. Nó chỉ tốt ở đây luôn hả? Ở đây. No additional safety valves detected. Secure the control room. Mà chúng ta phải bảo vệ cái chỗ này thêm một lần nữa hả? 37 mét. Ok, ôi mình nghĩ là chắc đi hướng này đi. Đúng rồi, đúng rồi. No response zone. Ok, restock rồi chứ chắc. Kiểu như thế là mình cũng cần đạn súng gì nhiều cho nên mình nghĩ là mỗi lần cứ vậy cứ restock lại cho nhanh. Đó, 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 đó. Ui, bắn ghê thế không bạn? Ê, má mình thả nhầm chỗ rồi. Tục vãi. Người được cái đó vẫn nó hồi báo cho mình ghê chứ. À, đâu, đâu, đâu rồi. Chạy đi ông bạn, chạy đi. Mấy chúng ta chạy đâu chỗ này kia ra. Nắp cái nhẹ. Thầy tụi nó chèn qua tới bên đây rồi. Mình xông lên cái thôi. Tụi mình cũng không sợ mấy thằng này cho lắm. Tại nếu mà mình làm xong nhiệm vụ này mình lên tới level 19 lần. Mà nhiệm vụ này 18 mới bắt đầu đã mạnh rồi. Nếu bạn nào biết kẹt chịu khó cày đồ tới là bạn có đồ để đánh tụi này ngay thì mình có hai cái súng chính khá là mạnh, là một cây M4 với một cây gì đó mình cũng không rõ nữa. RPK. Được cleaner. Wow. Cái này mới ghê nè. Má có được leaner ra nữa hả? Ui, quá elite nữa hả? Kinh dị hợm vậy? Kinh dị hợm vậy? Má mỗi thứ một cái thôi. Má công nhận đúng kiểu tăng độ ác cho độ khó cho người chơi nè đó. Đó, đó, đó. Đó nè, đó. Này thì bắn súng. À, mọi người biết không? Mình không thích một cái thằng nào đó cứ cầm súng tới ngày mà bắn không biết bắn. Mà cứ làm như mình biết bắn vậy đó. Đó, đó, đó. Mình không hiểu tại sao mấy thằng này gọi là tím nữa. Trong khi nó tím là nó bắn ngọt yếu, mấy thằng sao nó cay mà từng bắn trước đó vậy. Rồi, rồi. Còn thanh niên đâu rồi? Máu nó có vẻ trâu, nhưng trâu với mức độ này hồi nào đó thôi chứ chưa hẳn gọi là tím đối với mình. Ok, xong rồi đó. Và chúng ta làm gì nữa? Để mình nạp đạn là cái đạn. Có lẽ mình nghĩ là trong tới đây xong rồi. 300, 300. Secure the control room. Quay lại nhiệm vụ coi. Còn nữa hả? Nó ra nữa rồi. Wow. Hai con quái gì đấy luôn. Kinh dị vậy.
Phim kinh dị đây. Wow, cái gì ghê quá vậy? Oh. Để mình xử cái thằng này cho. Quá elite rồi, ghê thật. Nhưng mà cũng không hẳn là mình không thể nào triệt tiêu được, nhưng mà vẫn có thể đánh cách để có cái tánh. Cho nên mình đợi cho. Nhìn cái gì? Cái này OB thiệt, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó. Nó ông này bị ông này chém mất tiêu rồi. Ây da, mém chết. Ồ, tụi này phải bắn căng thế. Căng lắm luôn cơ đấy. Ok. Ơ, nó còn một thằng mình đi trái hồi nãy nữa chứ. Nó cứ bắn mình hoài luôn á. Đâu vậy? Nó trồng sọt gân nữa chứ. Má không phải chạy vừa đâu. Đi mình lùi ra đằng sau nữa nè. Cái chỗ này hết đường đi rồi đó. Ồ, mỗi thằng nó săn một người hay sao ta? Má nó săn đặc biệt mỗi mình thôi đó. Ok, ông thanh niên kia đấy bây giờ cứu mình. Đi revive cái ông này kia đã. Lên ngay. Chỉ tại do thằng kia nó cầm shotgun thôi. Còn chứ không là kia chết chắc rồi. No threat found. Chết hết rồi. Zuken. Ôi, cái gì? Má, mình không thấy luôn, mình đang đâu bị đau mắt hay chứ. Má, đứng không thấy luôn. Tục thiệt. Má, mình đang dụi mắt cái nhẹ rồi, tự nhiên cái nó chạy ra. Đệt. Má, game này đúng là không lường trước được cái gì luôn á. Căng thê không biết. Ok, vậy mình đã lượm hết tất cả cái đồ có trong đây rồi nhá. Tập trung thì 3 đánh 1 với con này cũng không thành vấn đề. Ok, mình cứ theo chiến thuật cũ rồi mình cứ nhả bom ra để dây choáng nó, rồi chúng ta sẽ bắn nó. Đó, chuẩn ngay. Đó, đè nã liên tục luôn nè, thấy không? À, đã quá. Người hơi tốn đạn tí. Lên em. Ê, nó đi xuyên tường rồi, what the fuck. Ôi, cái thể loại gì vậy, má boss giờ đi xuyên tường luôn hả? Rồi xong quay trở lại ngược tường rồi bắn người ta. Nice. Thank you Ubisoft. Best boss ever. Má boss có khả năng đi xuyên tường quay trở lại. Hay thật. Một khả năng không ngờ tới. Đó, này thì khả năng không ngờ tới. Nè, mày mà đi xuyên tường thêm phát chắc tục lạy luôn. Lạy làm sư phụ. Rồi. Phải chơi lên khúc này nữa hả? Ok, kết thúc liền á. Nè, bắn xuống dữ dội quá. Gặp thanh niên Celebot nữa chứ. Ok, chúng ta đã xong cái nhiệm vụ level 18 này. Nhưng mà nó cho cái súng nhìn cũng xấu quá. Cho nên tạm thời chắc là mình sẽ không dùng cái súng đó. Oh, mình đang level 19 luôn rồi. I got the power. À, cái nhiệm vụ này chắc các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ the power plant thì chắc nó sẽ cho. Supposed to do that. Hang on a second. Look, we don't leave people behind. We're here to make sure this city doesn't get left behind. But the people we're working with, this is fine. We're leaving all of us behind if it's convenient. Look, I don't agree with every decision that's been made, but I am saying it's time to leave them behind.
Your model doesn't work anymore. If we're smart, we cut it loose before it drags us down. Before it kills us. You're talking treason. I'm talking common sense. Look around. There's nothing left to save. The JTF is trying to save a Manhattan that doesn't exist anymore. It is all about power now. Power and survival. They are done, but I am not. And you won't be either. Not if you work with me.